Thì sẽ bắt đầu phần trình diễn này ạ. Và đừng quên là chụp lại những bức ảnh rất là đẹp cũng như là quay những đoạn clip mà nghệ sĩ Nguyễn Hue biểu diễn quý vị nha. Sau đó post lên trang fanpage của chúng tôi để có cơ hội nhận quà. Thank you.
tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Và chắc hẳn là sau khi chúng